Rồi xin chào tất cả quý anh em chú bác mình nha, tất cả bạn bè gần xa ba miền Bắc Trung Nam nha. Hôm nay ngày 4 tháng 3 như quý anh em mình ơi, em lên một video bao gồm 21 mã hàng, có mấy con máy như thế này. Có tất cả đều là hàng Nhật, hàng tuyến lựa hết như quý anh em. Hàng Nhật bãi, hàng đã qua sử dụng và nhập về Việt Nam mình. Phí ship bên em là mặc định là 30.000 trên một sản phẩm. Hàng ship tận tay tận nhà quý anh em mình, kiểm tra thanh toán và trả tiền, anh em không phải mất thêm một khoản phí nào nữa hết nha anh em. Anh em đừng có quan ngại anh em mua nhiều mua ít, hay là anh em ở vùng gần xa hay vùng sâu hay là như thế nào không biết, mặc định là 30.000 thôi đó. Thiếu bao nhiêu em sẽ hỗ trợ theo anh em mình nha, đó là phần hỗ trợ của em. Mặt khác ví dụ anh em mua hai đơn chắc chắn sẽ được bao ship đó. Một đơn thì anh em chịu khó là phụ tiếp em 30.000 nha. Rồi thì chốt đơn cũng như thường lệ thôi, chốt theo anh em chốt đơn qua Zalo và số điện thoại nha anh em. Số điện thoại em là 0919192035, em tên Nghiệp. Em không chốt đơn trên lượng YouTube nha, em không phản hồi và cũng không chốt đơn bình luận YouTube, thì mong anh em lưu ý giùm em đó. Anh em có xem video mà chưa đăng ký kênh á, thì nhớ đăng ký ủng hộ tiếp em nha. Anh em là đã đăng ký rồi thì bấm vào nút theo dõi á, có nút like, nút theo dõi nè đó. Khi bước video lên, anh em chủ động sắp xếp thời gian mình rảnh mình lướt qua mình xem, mình thấy cái nào ưng ý của mình thì mình chốt đơn đó ha. Nhiều khi anh em mình xem trễ nó sẽ không kịp, video bên em bán lúc nào cũng lẻ hết á. Có mấy hàng đẹp đẹp, mấy hàng mà sưu tầm rồi đó, bán lẻ lắm, khách bên em chốt lẻ lắm nha quý anh em. Rồi không mất thời gian nhiều, em xin phép lên luôn nha. Cái cần đầu tiên em gửi đến em mình cái cần rút mini nha. Đây, một cái cần rút mini hàng carbon đó, cây dài 1m65 nha anh em. Khoan là khoan Fuji, khoan Fuji dài 1m65, khoan không có lỗi nha. Hàng carbon thì cây này nó cứng tầm khoảng 15-20 nha anh em, thì so với cần lua thì nó tầm cho cỡ size ML đó, cho nên mình mượn tượng được ha. Giặt máy 65 anh em có thể đánh lua, con ngâm, con lăng xê gì đó được hết nha. Cây này cân nặng của mình là 95g, ngọn của mình 2 ly. Cây này mã số 1 em bán giá 300 nha anh em, mã số 1 giá 300. Tiếp theo em lên cho anh em mình được cái cần tay nha. Một cái cần tay, cây này là cấp phôi của cần sút nha anh em. Một cái phôi có cần súp nè, súp nội địa nha, 4m2. Thì một cái cần tay này, đó, cái súp hạ tay này dành cho anh em mình. Thứ nhất là anh em về, đặc biệt là anh em đánh guồng á, anh em ở Nha Trang, Khánh Hòa, anh em đi biển đó, đánh guồng, đánh ấy đó thì anh em chơi. Hoặc là anh em mình có thể lấy mấy cái này nè, anh em làm cái cần nhấp ếch, nhấp dịch gì đó, anh em nhấp được hết nha. Cái phôi này cứng lắm, lưu ý giùm em là cái cây này đã thay ngọn nha anh em, nó thay một cái ngọn rất là cứng, nó thay một cái ngọn của cái cần sút dây trong nha. Cái ngọn rất là cứng nên cái cần thành ra cứng lắm. Nếu mà so với cần lục thì cây này hiện tại nó cứng tầm khoảng 30 của cần lục đó nha anh em. Để anh em mình tưởng thì so độ hắc thì cây này em mới biết hắc nào mà cho nổi, chắc không lẽ 20-30 hắc đó. Anh em mình mừng tưởng cứng 30 của cần sút đó, và 4m2 nha. Đó, chỉ có phôi như thế này thôi. Cân nặng của nó là 341g, 341g, ngọn của mình là ngọn thứ 3, gần 4 ly gần như này, 3 ly 8. Cây này mã số 2 em bán giá 400 nha anh em, mã số 2 giá 400. Tiếp tục lên cho anh em cần lua máy ngang nha, còn cần lua máy ngang. Cây này hàng của con Daiwa, cán gỗ bằng, bắt máy rất là độc đáo nha, bắt máy Daiwa chính hãng của nó. Cây này Daiwa nè, Rocaster nha, Daiwa Rocaster cần lua máy ngang. Thì cái cây này nè, cái thông số của mình là 6 feet 6 nha, 1m98. Nó tải cá, nó tải mồi từ 1/16 đến 5/8 UZ, tải cá từ 6 đến 14 là bao, made in Taiwan, sản xuất Taiwan xuất Nhật. Thì cái cây này hàng Daiwa chính hãng nhưng mà nó bị gãy nè, thấy không? Nó gãy tầm khoảng 10 xăng, 1m98 thì coi như nó còn khoảng 1m88 nha anh em. 1m88, 1m85 gì đó. Nó còn trong khoảng đó. Thì anh em nào không có quan ngại mà gãy ngọn như thế này thì nó cứng hơn thêm một tí thôi, về anh em câu ha, dành cho anh em mình câu mà không quan tâm về ngoại hình á, chỉ quan tâm chất lượng và phôi thì anh em lấy cái này về chơi. Cái giá nó sẽ hời lắm nha. Khoen thì đủ hết, độ bu thì đủ hết nha. Cân nặng của mình là 125g, ngọn hiện tại của nó là 2 ly 2. Rồi cây này mã số 3 em bán giá 300 nha, mã số 3 giá 300. Tiếp tục lên cho anh em một cần tay. Cây này có cái bao cần nha, cây cần tay đóng ngắn, cây này cần hệ dòng Daiwa này mới nè, Daiwa Sunkaya 5m2 có chế độ zoom. Cái này Daiwa đời mới nha nè, cái này hàng made in China, sản xuất China xuất Nhật, dòng đời mới nè. Cái này có nắp chụp xịn của nó, nắp chụp zin nè, zoom 3 chế độ luôn, có bao cần đầy đủ hết nè. Cái này có công nghệ HVF, là công nghệ chống nổ cần đời mới của con Daiwa.
nó zoom nè, nó dài 5m2, zoom 4m7 và zoom 4m2 nha, zoom 3 chế độ đó. Đây là cây này đời mới nha anh em, anh em là chuyên mua những dòng đời mới biết rồi, mấy cây này giá nó rác lắm. Nước phô khá là sáng và khá là đẹp nha anh em. Thế cây này có một cái lỗi như thế này thì về nó dụ anh em mình tự khắc phục nha anh em. Nói chung vẫn là lóng zin, ngọn zin của nó hết. Đây, cái đầu lóng hai chỗ này là hình như nó có một cái vết nứt. Nó có một cái vết nứt nên cái người Nhật họ bó quấn chỉ lại nè. Thì về anh em tự xử lý chỗ này lại nha, vẫn là ngọn zin đầu Muse 360 của nó nè. Đó là về anh em xem, anh để dưới đây anh em dẫn câu bình thường nha anh em, không ảnh hưởng gì hết, mà anh em muốn đẹp thì về anh em tự xử lý lại theo ý của mình nha. Cây này nó tầm khoảng 3h rưỡi 4h. Tầng tay lóng ngắn. Bán giá thấp cho anh em mình. Nói chung em không có thời gian cho rảnh em kiếm cái lóng ngọn lóng thứ hai khác âm thai vô làm bán cái này giá nó khác nhiều lắm. Nha. Cân nặng của mình hiện tại là 105g, cây này ngọn 0.7. Cây này mã số 4 em bán giá 700 nha anh em. Nếu mà không em mua quẩn quẩn em kiếm cái lóng khác âm thai vô là giá khác liền, khác nhiều lắm. Khác nhiều, khác xa luôn, có thể gấp đôi. Nó kiểu như vậy. Vừa bán 700 mình xử lý. Tiếp tục lên cho anh em còn luôn mới đứng 2 khúc nha anh em. Luôn mấy lưng 2 thúc, cái này hàng carbon nha anh em, cán gỗ bằng nè, khoen gòn luôn nha anh em, khoen Fuji chân gòn đó, hàng bát hãng con Bass Bomber 2 khúc nha anh em, ngoại hình đẹp, khoen gòn Fuji gòn dài 5,6 là 1m68, tải cá từ 1/8 đến 1/4 GoZ nha anh em, đó, tải mồi 1/8 đến 1/4 GoZ, tải cá từ 6 đến 10 là bao. Cân nặng của mình là 85g, ngọn của mình là 1.8 nha. Rồi cây này mã số 5 em bán giá 500 này nha anh em, 500.000 giá túi. Tiếp tục lên anh em mình cần ISO vô trong nha anh em. Đây, một cái cần ISO vô trong, cây này hàng của Daiwa. Hàng Daiwa nha anh em, nó có sờn xước dưới gốc nè. Đây, anh em nhìn bắt máy thì biết hàng hệ rồi. ISO vô trong Daiwa nha anh em, made in Taiwan, sản xuất Taiwan, sức Nhật là cứng 15 dài 3m. Đó, T 15 3m khoan sức nha, công nghệ Intelli. Khoan sức. Nói chung nó cũng còn khá là đẹp nha anh em, cũng khá là ngon, mặc dù là nó có sờn xước. Đó, 3m cứng 15 nha. Cái cần đại quan hệ đấy, đi trong. Cân nặng của mình là 176g. 176g, cây này ngọn 2.5 ly. Rồi. Cây này mà số 6 em bán giá 600 nha anh em. Mã số 6 giá 600. Mã số 6 giá 600.000, tiếp tục lên cho anh em một cái ISO khoen nhỏ nè, cây này cần hệ của dòng Olympic nha anh em. Cái dòng này là mắc tiền lắm. Cái phôi này thì về anh em cứ chơi đi, nghe lời em, anh em mua cây này giá nó không có cao đâu, giá nó rất rẻ. Mua cây này về chơi anh em trải nghiệm thử cái phôi cao cấp của cái dòng Olympic nha. Cây này hàng là bắt máy hoặc máy titanium nè. Fuji titanium nữa nha. Đó, đọt 1.5 và 5m3 như quý anh em. Dòng này nó mắc khiếp lắm. America nè. Mắc lắm nha anh em. Nó có chạy xước nè. Dạ, khoen xích nè. Cây này là em bán theo cái kiểu giá bảo giá luôn nè, khoen full xích. Thì cây này nó bị thay đầu bu nha anh em. Khoen full xích nha, nó thay đầu bu Fuji đá xám vô nè. Có thể là đầu bu cũ nó bị hư, nó thay đầu bu đá xám vô nha. Còn lại tất cả đều khoen xích hết. Đình bị lóng, Đình bị lóng đầy đủ hết nè. Đó, nước phôi ở trong vẫn có sờn xước nhưng mà nó vẫn còn, nó không có quá cũ mà nè nè, đình bị lóng đây nè, anh em có thể thấy nè, nó sờn, nói chung là nó sờn cho phép nha, mặt cái này thì nó bóng đẹp, cái không có quá cũ, nước phôi vẫn còn sáng, vẫn còn mới nè, đình bị khoen rồi đầy đủ hết nha anh em nè, ngọn zin của nó luôn nè, đình bị lóng luôn nè. Đúng không? Anh em cứ nghe là em mua thử cái này về trải nghiệm thử cái dòng cao cấp của Olympic nó khác với Shimano Daiwa như thế nào nha. Cân nặng của mình 189g. 189g, cây này ngọn của mình là ngọn 1 ly. Rồi, cây này mã số 7 em bán giá 1 triệu nha nè. Xin lời em trải nghiệm thử cây này giá 1 triệu thử coi sao. Nha. Nó không hề rẻ đâu, cái dòng này nó mắc lắm. Dòng này của Olympic mắc cực kỳ luôn. Giá 1 triệu. Tiếp tục lên cho nên mình cần suất carbon nha nè. Cái này hàng của Daiwa nè. Suất Daiwa nha. Đây hãng Daiwa. Ừ.
Daiwa DZ Superpower hướng 25 dài 4m2 nha, phôi nhỏ rộn, hàng Made in Korea, sản xuất Kora xuất Nhật, bắt máy Fuji, tem nội địa đây, toàn bộ là tem Fuji hết nè, tem Fuji đẹp không lỗi lầm nha. Carbon sắt nước phôi sáng trưng. Nước phôi sáng trưng luôn nha. 25 4m2. Cân nặng của mình là 340 cục gam, ngọn của mình là 3 ly 2 ly 9, gần 3 ly, góc của mình là 22, quá đẹp. Cây này mã số 8 em bán giá 800 nha em. Mã số 8 giá 800 tiếp tục luôn nha em, mình có cần tay lóng dài nha. Một cái cần tay lóng dài. Nó có màu quá độc đáo nha em, màu sơn quá ác, quá chiến luôn. 4m rưỡi 4H nha em, cứng đều 4H 4m rưỡi. Anh em thấy không? Nước sơn quá chiến luôn. Màu nước sơn độc đáo quá, không đụng hàng luôn. Ngọn đồng UC 3.6, ngọn to luôn nha em, 4H nha, ngọn to 4H nha. Đó. Cây này cân nặng của mình là 148g, 4m rưỡi 4H 148g, ngọn của mình 1 ly 4. Rồi cây này mã số 9 em bán giá 1 triệu nha em. Mã số 9 giá 1 triệu tiếp tục lên nha em, mình cần lua 2 khúc nha. Đây, một cần lua 2 khúc hàng carbon, cán mút Eva liền nha. Đó, lua từ 7 đến 35 gram mà tải cá từ 10 đến 20 là bao nè. Cây này dài 9 feet 6 là gần 3 mét nha anh em. Chuyên quấn siêu bát, chuyên quấn cá vượt nè, cá trẻm nè. 9 feet 6 là gần 3 mét đấy. Khoen hãng, máy hãng nha. Hàng không lỗi lầm gì hết, không gãy, không ăn hụt hết, hàng carbon nha. Có chạy xước nhẹ, cần đẹp. Thì cây này nó tầm khoảng size M nè nha anh em. Đó. Hàng carbon, cần lua mới đứng. Cân nặng của mình là 235g. 235g, ngọn của mình 2 ly. Rồi, cây này mã số 10 em bán giá 500 nha. Mã số 10 giá 500.000. Tiếp tục lên như quý anh em mình, đây là một cái cán vợt carbon nha, còn cái cán cuối cùng em bán luôn. Đó, một cái cán vợt carbon dài 4m rưỡi nha, Super Blast. 4m rưỡi cán vợt carbon, hãng của Rô Mizune. Nó mất dây đeo thôi nha, hai cái chụp đeo thì còn mà con dây đeo thì mất. Đây, cái đỏ cái rinh chỗ này nó bị xét nhưng mà nó không có nứt nha, vẫn sử dụng được. Đây, đang vào carbon nha anh em. Thì cây này nó không có mới nha anh em, không quá mới cũng không có quá cũ. Thì anh em nào mà em bán giá rẻ thì anh em ơi, cán vợt mà anh em không có quan tâm về cái ngoại hình thì anh em lấy cây này, cán vợt carbon nha. Cái rang của mình là rang 11, cái góc nó nhỏ nữa. Cái góc nó chỉ có 18 thôi. 19 là 18.5, 19 thôi. Cây này mã số 11, em bán giá 300 nha anh em. Mã số 11 300.000, tiếp tục lên cho anh em mình còn xuất carbon. Cái này hàng của Daiwa nha anh em. Made in Taiwan, sản xuất Taiwan xuất Nhật nè, T25 405V. Nha. Có chạy xước dưới góc. Power cast nhằm một dòng xuất hệ của Daiwa nha. Đó, 25 4m rưỡi dành cho anh em quấn lục đầu cần đâu. Đó, anh em quấn đầu cần, anh em quấn lăng xê đâu ha, hoặc lu gần rồi. Cây này ngay bài, cái phôi nó nhỏ gọn và nhẹ nè. Nó cái súp này súp hệ nữa, phen này phen phu xích nha, toàn bộ phen phu xích, đầu phu xích môi chè nè, xích môi chè to chà bá luôn, phen xích không lỗi lầm, định vị lóng. Có sờn xước ố bên ngoài mà tổng thể là vẫn còn mượt, không quá cũ, không quá mới nha anh em nè. Ngọn định vị rồi đầy đủ hết đây, nó định vị, ngọn định vị lục giác độc quyền của ông Daiwa nè ha. 25 cây này ngon lắm, cây này im nè, thôi nảy cực kỳ luôn. 25 405, đặc biệt anh em lui gần nó lấy cây này là ngon.
cân nặng của mình là 358 g, ngọn là 2 ly 8, gần 3 ly, gốc của mình là 22. Quá ngon, thông số đẹp. Cây này mã số 12, bán giá 1,5 triệu nha, giá cũng ngon luôn. Cây này là cái dòng xúc hệ của con Đai Hoa nha em, giá 1,5 triệu. Chú bác lớn tuổi cũng là cần lấy cây này, quýnh cũng ngon. Rồi tiếp tục lên cho em, mình có cần rút dây trong nha. Cây này hàng của Olympic nè, dòng Hador Sport, bắt máy Fuji Carbon, cứng cao là cứng 83 m, dòng cần rút dây trong. Đây, máy này chỗ dính băng keo dính dơ, anh em lau chùi vệ sinh là sẽ sạch nha em. Cây này cũng khá là mới đấy nè, mấy cái lóng trên này mới chát nè, nó nhám nhám này là toàn cần hệ không nè, nó mấy cái nhám nhám sần sùi nha, là mấy cái cần phôi cần hệ nó mới ưa làm như thế này. Thì cây này cứng rất cao nha em, cứng 83 m, thông số rất là đẹp. Thì cây này á, dù anh em nào có đi quýnh lốc rừng á, có dư bộ phen về anh em đổ bộ phen vô, hoặc là anh em đổ bộ phen có chân giống phen ngoài luôn, làm cái này nhìn cái này nó ngầu lắm. Anh em thử rồi, anh em đổ một cái khoen anh em làm cây này sẽ ngầu, rất là ngầu luôn. 83 m và cây này anh em quýnh lốc rừng là ngon lành luôn ha. Như vậy làm tư vấn thôi, còn mặc dù anh em khác chơi nhiều cái thể loại khác nhau nha, tại vì em trong này em quýnh lốc rừng nên em cầm cần này là em cảm giác là nó ngon chuẩn quýnh bài nha. Cân nặng của mình là 347 g, 347 g, ngọn của mình là 3 ly. Cây này mã số 13, em bán giá 700. Mã số 13 giá 700 nha. Tiếp tục lên cho anh em nè, như em chia sẻ trước giờ, từ lúc em buôn máy đến giờ thì ví dụ anh em hay đi câu sông rồi đó, câu hồ, câu biển rồi đó, thì anh em nên có cây cần kiểu như thế này trong một cái cặp nha anh em. Tại vì những cái dòng cần này anh em câu được nhiều thế loại lắm nè, nó nhẹ, nó rút gọn, mà anh em câu lăng xê cũng được, câu ngâm cũng được, anh em câu cá tra cũng được nè, anh em câu lure rê cũng được. Mấy kiểu cần như thế này nè, như cần gắn cái máy vô là anh em câu được nhiều thế loại luôn, có thể câu được cá lớn nữa nha. Nó nhẹ, nó gọn và dễ di chuyển. Cây này hàng của Shimano nha, Shimano Holiday Spin. Cây này cứng 15 và 2,7 m. Hàng chính hãng của Shimano nha anh em, Made in Korea. Sản xuất cây Korea xuất Nhật, bắt máy Fuji, tem xuất Nhật đây. Toàn bộ là fan Fuji nha, mấy cái này dính dơ, chùi ra được. Cần này đẹp. Fan Fuji, không lỗi lầm. Cái nước phôi còn sáng trưng nha anh em. Ngọn là ngọn zin của nó. Cân nặng của mình cây này nặng có 165 g, mà nó như cần lua vậy, 165 g, ngọn của mình 2 ly. Rồi cây này mã số 14, em bán giá 600 ngàn nha em. Mã số 14 giá 600. Tiếp tục lên cho em, mình có cần zit máy đứng nha, cắm gốc đây, zit máy đứng cắm gốc mua được một đời và cao cấp nhà một máy Fuji tem vàng. Cái hãng của Tifa nè, cái dòng cao cấp nha, chuyên về sản xuất những dòng cần cái này nè, các tuna nè, các ngừ nè, squid. Cái này dài 7,6 ft và 2,5 m, hầu 2,3 m. 2,3 m nó rít mò được 15 đến 30 g nha anh em, đại cá từ 12 đến 16 là bao, khoan xích, nòng súng chuyên đen. Đó, mấy cái phôi cần rít này nè. Ví dụ anh em bây giờ quấn lua thôi, lua rê, quấn nhé sống rồi mấy cây này anh em về quấn chất thiên thu luôn. Xích môi trề nè. Em đua rê mà chịu quýnh cắm gốc ngọn này, anh em quýnh thiên thu biết nào mới hư mấy cây này. Cân nặng của mình là 280 g, 280 g nha, ngọn 2,5 ly. Nó thật với mấy cây rít này ngày xưa lúc trước á, mấy cây này không có cây nào mà dưới giá 3 triệu hết, tất cả mọi người đều bán, tại vì những cái phôi cần rít nó mắc lắm nha. Tất cả những cái dòng cần rít này anh em thử ra, hiện giờ cũng vẫn còn một số shop họ bán giá mấy cần rít này rất là mắc, tại vì hồi xưa họ nhập về mắc lắm, bây giờ họ không thể bán rẻ được, thì bây giờ để đó bán thì cái nào bán thôi ha. Có khách nó cần mấy thằng tay ba lô, không có khách nó cần nó mua thì nó giá cao ha. Còn mấy cái này giờ em bán 1,5 triệu bán nửa giá ha. Mã số 15 em bán giá 1,5 triệu như nè. Đó thì nên có tìm hiểu thêm nha, đừng có tin, nói chung em chia sẻ thôi, cũng đừng có tin lời em quá, nhiều khi em thúc chuột mấy anh em không chừng nữa đó, kiểu như vậy, đừng tin ai quá. Thì cứ tìm hiểu, tất cả dự tiền trong túi của mình, đừng để ai mà móc túi mình hết. Mình có tìm hiểu trước khi quyết định mua sản phẩm nào đó, mình có lên Google mình tra thông tin gì đó, và sau đó mình xuống tiền mình mua ha, như vậy là chắc chắn nhất ha, đừng tin ai hết, kiểu như vậy. Rồi mã số 15 nha, bán giá 1,5 triệu. Tiếp tục lên cho anh em, mình gần 2 khúc nha. Đầu năm anh em nào thích bạo lực nè, anh em nào thích cứng, thích bạo lực, thích gần guốc thì anh em lượm cây này.
ha. Cây này giá rẻ cực kỳ, hàng Olympic xoắn gân, bắt máy Fuji tâm vàng da băng nè. Xoắn là xoắn gân cộm nha anh em, nó xoắn gân cộm cuộn cuộn luôn, cứng 220m4 hai khúc đó, khoen biển, khoen Fuji biển trung quỳ. Nói chung là có đóng ten có đóng dơ, nhưng mấy cái này vệ sinh sẽ sạch lắm, vệ sinh là vệ sinh lại là cây này còn ngon mướt rượt luôn. Cây cứng 200 nha, cứng lắm, cây này cứng lắm, cứng 200 mà cứng lắm nha, 220m4 xoắn gân luôn, anh em cầm là gân guốc cộm cuộn cuộn luôn á. Thì nếu là động năm anh em nào mà thích cứng, thích cương, thích guốc, gân guốc bạo lực thì anh em lấm. Cân nặng là 690g nha, ngọn 3.8 ly. Cây này mã số 16, em bán giá 1.4 triệu, mã số 16 giá 1.4 triệu. Tiếp tục lên cho anh em mình thì cái này là nó đi theo bộ như thế này nha anh em. Cái hàng nó về như thế này thì em bán như thế này. Cái này không phải cần đâu, nói chung cũng là cái cần tay, nhưng mà nó bỏ lóng rồi, nó hạ, nó làm một cái cán này, thấy không, nó làm một cái cán vợt kiểu vợt cần tay như thế này, hai lóng nè. Cái cán này nó 1m8 1m9 nha anh em, nó hai lóng là 1m9 rồi, nó làm luôn cả cái rinh chỗ này nữa nè, thấy không, nó một cái bộ nó đi về như thế này. Thì em để như vậy nha, vì cần đây. Thì hôm trước anh có bán cây 5m4 nha, thì anh là mua cây 5m4 thì có thể mua thêm cây 6m3 này nữa cho nó đủ bộ luôn đó. Anh em nhìn qua thì anh em có lầm tưởng là xi đỏ thôi, nhưng mà cái này là không phải xi đỏ nha, hình như là hãng của thằng Suzumi đó, nhưng mà hàng nội địa Nhật nó cùng một thời với xi đỏ đó. Chất lượng cây này nó cũng không có kém như xi đỏ đâu, và cái độ hiếm nó cũng vậy, thì anh em có thể mua về sưu tầm chung với mấy cây xi đỏ nha. Em nghĩ chắc ông anh bữa trước cũng lấy cây 5m4 rồi, chắc ông đập cây 6m3 này chắc ông sẽ lụm thêm đẹp nè. Tại vì lấy cây 5m4 về em đảm bảo là cây kia là ông ưng ý liền, chứ không có đường nào mà chê hết nè. Y như xi đỏ, không khác miếng nào hết, nước khô sáng trưng. Chỉ khác cái độ sắn là xi đỏ sắn ít, còn này nó sắn sọc, sắn gân thôi. Nguyên bản nguyên zin hết toàn bộ của nó nha. Cây này thì nó có kèm theo một cái cán nữa. Để combo như vậy, cái này 6m3 nha anh em, 6m3 3H. Cân nặng của mình là 186g, ngọn 0.9 0.8. Cây này mã số 17 nha, bán giá 1.6 triệu. Là một combo như thế này đó, nó về một cặp như thế này, em không có để lại làm cái gì. 1.6 triệu nha anh em. Cây 5m4 bán 1.5 triệu em mua rồi, cây 6m3 này bán 1.6 triệu mà không mua nữa thôi luôn. Giỡn vậy thôi nha anh em. Tiếp tục lên anh em mình có siêu phẩm cần tay nha. Hàng cần tay nở tê nha anh em, nó có cái hộp nhưng mà hai cái nắp đậy đầu hộp nó mất rồi nha. Thì nói chung nó còn cái hộp để em chia sẻ thông tin chi tiết đầy đủ trong này hết cho quý anh em mình. Và kể cả cái giá luôn để anh em biết cái dòng mình NFT Ola mà cái phôi kim cương này nó mắc như thế nào. Nè, NFT Ola Plus nè, hoặc anh em hai đồn phôi kim cương. Em nói thật nha, cái cây này mà nó vô cái tay của mấy cái tay mà chuyên bán cần tay rồi đó, em không nói tên nha, nói tên đụng chạm tùm lum hết. Nó chuyên cái kênh cái thằng chuyên bán cần tay á, nó hét giá một cái một anh em đi không nổi đâu. Nè, nó lấy cái giá hộp này nè, 55.000 yên nè, khoảng 11 triệu nè. Để nó hét cho anh em mình. Nói chung cái cần này của em cũng vậy, trong nó trong là trên 95% nha, nguyên zin nguyên bản toàn bộ hết, là nó chỉ không có cái nắp hộp rồi thôi nha. Yeah. Trong số mình nè, cây này dài 9m nè, 8 lóng nè, nặng 335g nè, thu gọn 133.6cm nè, ngọn 1.4 gốc 27.4 nè, 100% carbon nè, giá niêm yết nè 55.000 nghiên chuẩn nội địa Nhật 100%, hàng của NT. Đây cái cần mình đây đó, nó còn cái hộp như vậy 11 triệu. Thì ví dụ hàng đã qua sử dụng rồi thì thôi bán rẻ anh em mình khoảng chừng 8.5 triệu thôi đó, coi như là bớt anh em mình hết 2.5 triệu rồi nha, phí ship vận chuyển rồi, nói chung là em chịu, em bao hết cho anh em mình luôn đó. Nói chung là kiểu như vậy, đại loại là như vậy nha. Thì giờ 8.5 triệu đó thì anh em ví dụ anh túng thiếu em, anh bớt anh chút xíu đi, rồi em bớt anh 500 luôn, bớt anh chút nữa đi, rồi bớt anh 1 triệu luôn, bớt anh 2 triệu bán luôn, bớt 3 triệu bán luôn đó, nó kiểu như vậy, đường nào cũng phập nó hết. Thật mà thật sự là vậy, anh em nào nếu mà chuyên chơi cần tay, anh em sẽ mua, sẽ có một số shop này sẽ tư vấn như vậy. Ừ, bảo hành tùm lum hết, em bảo hành cho anh bảo hành này nọ ha, tới lúc đụng chuyện thì lách lẹo, lương lẹo, gọi là lương, tới lúc mà khách câu rồi lương bảo hành, cái bảo hành cái không rõ ha. Lúc giới thiệu sản phẩm thì nó bảo hành ngon lắm, tới lúc mà cần gãy thì nói là em chỉ bảo hành tới tay người nhận thôi, tới lúc anh nhận hàng cần nguyên vẹn thôi, chứ còn quá trình câu gãy em không có bảo hành. Lương lẹo dữ lắm nha anh em, không lương chết sao bán cái cần quá mắc mà đền chết rồi lóng đầu thai vô người khác
Em này là em không có lóng thai nha anh em, em không có bao hành gì hết. Và giá bán như vậy. Ha, thông số chi tiết nãy em báo anh em mình rồi. Cây này 9 m cứng đều. Ở cái cây này tầm khoảng 6 h hơn nha anh em. Cứng đều nha. 9 m. Rồi cái cây này mã số 18 nha anh em. Em bán với anh em mình giá 3,2 triệu thôi. Đầu năm bán 3,2 triệu. Anh em nào đang cần sở hữu một cây cần tay của NFT con kim cương bản VIP thì anh em lấy cây này 3,2 triệu nha. Nó đáng đồng tiền bát gạo luôn đó. Đáng từng miếng mình bỏ 3,2 triệu nhận lại giá trị xứng đáng. Nha, không có thì anh em cứ qua người khác, họ bán 8,5 triệu thì anh em có trả giá xuống. Trả giá đại 2 triệu 3 triệu cũng được, nó bán hết rồi. Anh em không phải ngại nha. Anh em nhiều khi chăm chả 4 triệu nó bán luôn không chừng, 5 triệu nó bán luôn không chừng, kiểu như vậy. Rồi tiếp tục nha anh em, em lên cho anh em cái ISO nha, một cây cuối cùng. ISO cần tay 9 m đã hiếm rồi, ISO 9 m luôn. Anh này chắc là độc nhất luôn. Chắc điểm mới đầu ngón tay nha. Anh em nào mà chịu muốn ISO. Nguyên bản là ISO nha anh em chứ không phải là cần tay đậu lên nha. Nguyên bản của nó. Cái đít nó không có hư không gì hết anh em, nhưng mà do cái lóng nó nhiều quá. Khi mà anh em thụt xuống cái độ thụt rất là mạnh nên nó mèn nhật nó mới quấn băng keo nó chịu thêm cho cái nút đít nè. Không thôi anh em thụt nó bay mất cái nút đít này ra nhưng kiếm là không có. Kiểu như vậy nha, nên em để nguyên cho anh em mình luôn. Em không có tháo ra. Con máy Fuji nha anh em. Cây này nè, đọt 3 dài 9 m ISO nha. Cây này hàng made in Korea, sản xuất Korea Nhật. Thì chỗ này không có lỗi gì cho anh em. Chỗ này nó quấn keo thêm thôi anh em thấy không? Chỗ này nguyên bản của nó là cái khoen mà để mà bảo vệ bảo hiểm cần á. Anh em phải móc cái đây nè, nhiều khi anh em câu cá lớn nó lôi nó bay mất luôn cái cần thì cái khoen chỗ này. Thì cái người trước họ câu họ quấn thêm một cái lớp cao su như nè. Nên thấy cái dấu không? Cái dấu này là cái dấu để lên trên thành gần đá rồi nè. Họ rất là hay để nó né chạy cái vôi cần á, nên cái cần cái này nó còn tương đối khá là đẹp. Người trước họ biết câu nè. Nên để luôn anh em về anh em câu không có gác lên đâu thành gác vô chỗ này nè, không có chạy cần. Ha. Fan là fan Fuji hết. Toàn bộ là fan Fuji, không lỗi lầm. Carbon sẵn. Đó, nói chung thấy không? Cái người trước họ câu rất là kỹ nên cần mình còn rất là sáng nè, rất là mới nè. Của bền tay người thôi. Ha. Nói chung em thì nói vẻ thôi chứ em câu ẩu bà cố luôn chứ không có kỹ đâu. Câu cũng bựa lắm nha em. Thì quan điểm chung là của bền tại người em nói vậy thôi. Tùy tính cách mỗi người thôi, cần nguyên zin nguyên bản hết nha, đột 3 và 9 m. Em câu bạo lực lắm. Cân nặng của mình là cây này nặng 600 g nha, chuẩn ISO quýnh biển luôn, 600 g phải dậy quýnh mới nổi. Ngọn 1 ly 8 nha. Chứ phôi mỏng mỏng quýnh biển đâu quýnh nổi. Cây này mã số 19, em bán giá 1,4 triệu rồi nha anh em. Giá cũ cây này tới 1,9 triệu, 1,8 triệu, 1,9 triệu gì lần đây. Đầu năm bán 1,4 triệu thôi. Anh em đang cần đăng ký thì kịp lại 1,4 triệu. Rồi hai cái máy cuối cùng trong video hôm nay gửi đến em mình nha. Đây con máy này là con máy Shimano nha nè, Shimano Biometer C3000. Con này dòng made in Japan nha, chứ không phải Malaysia nha nè. Made in Japan nội địa nha. C3000 anh em muốn lure rê muốn ISO được con này quá ngon. Mua bình sóng. Đây. Mua bình sóng nha nè. Nút châm dầu nằm đây. Đổ tay trái phải. Trì sức nhẹ với nó lít nè. Con này ngon nha anh em. Thông số cước đây. Cước 2.5 vô 180 m, cước số 3 vô 150 m nha, thì là ngon rồi. Đổi tay trái phải Shimano nha anh em, bản nội địa này bây giờ anh em kiếm khó lắm. Nha, dòng BO là dòng cao cấp của Shimano rồi. Con này là mã số 20 nha, em bán giá 2 triệu nha anh em. 2 triệu nha. Rất là lời, rất là thơm, 2 triệu. Rồi con máy cuối cùng đây, con máy to chà bá, con size cao 7,000 nha nè. Marini máy này đẹp, con này hàng chính hãng của Trung Quốc nha, chính hãng của Trung Quốc xuất Nhật. Đây máy in China này nè ha, hàng nội địa Trung đó, mạnh xuất được từ Nhật đó nha. Nó để 3,000 cái dòng của nó thôi, nhưng mà con này size nó khoảng 7,000 nha nè. To chà bá dây cước này mới chát à, anh em về anh em sử dụng được cùng cước nữa nè, cùng cước này ngon. Thông số cước đây, cước số 6 310 m là cước số 10 180 m nha. Con này chạy bật đạn nè, 6 bật đạn. Mô bình sóng, đổi tay trái phải được hết nha, ngoài hình đẹp nè. Ratio 451 nè. Máy ngon nha nè, 7. Xa 7,000, anh em bỏ 500,000 anh em mua con máy này. Khá là ngon nha. Mã số 21 giá 500 nha nè. Ngoài hình đẹp. Lời được cùng cước nữa. 500,000 mã số 21 nha. Đó là tất cả những mã hàng hôm nay. Quý anh em nào chốt đơn vui lòng chốt qua số điện thoại Zalo của em là 0919
192035 em tên nghiệp nha. Em xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý anh em mình trong những video tiếp theo nha. Xin chào.